Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu một cái món chè, đó là chè xương sáo ha. Chè xương sáo hạt é. Thì ở đây mình có một gói bột xương sáo các bạn. Một muỗng canh hạt é. Một ít phổi tay. Ở đây là cái mũ trơm. Mũ trơm này thì mình đã ngâm qua đêm rồi đó các bạn. Bây giờ nó nở ra rồi nè. Nó nở ra đặc rồi. Thì các bạn nếu mà ban ngày á mình nấu cái món chè này á, thì buổi tối á mình ngâm giúp mình cái mũ trơm ha. Mình chuẩn bị trước để cho nó nở ra nó mềm. Chứ mà mình đang nấu á, mà mình ngâm á, thì mình sẽ làm không kịp nó đâu. Vì ngâm cả đêm nó mới nở ra. Và 200g đường cát nữa ha các bạn. Mình vừa đổ cái nước vào đó các bạn. Thì cái hạt é của mình á nó đã nở ra đây nè. Bây giờ mình để cái hạt é qua một bên ha. Và muỗng trơm qua một bên. Tiếp đó là mình chuẩn bị một cái son. Ở đây á mình có cái gói xương sáo nè. Gói này là 500g các bạn. Thì 500g bột này á mình sẽ hòa với 1 lít nước lạnh á. Nó cái dạng nó cũng như rau câu vậy đó các bạn. Thì mình xé cái gói xương sáo này ra nha. Đây là cái hướng dẫn. Ở đây thì có một cái ống dầu chuối, tí nữa mình sẽ nêm vào. Không thì mình nêm cái vani cũng được. Đây là cái gói bột xương sáo. Mình sẽ xé cái gói bột này ra. Mình cho hết cái gói bột này vào trong cái son. Tiếp đó là mình cho 1 lít nước lạnh vào. Mình bỏ cái bột xương sáo vào á. Thì mình khuấy ha các bạn, cho nó tan đều. Mình cho vào 2 muỗng canh đường. 2 muỗng thôi các bạn, để cho nó cái xương sáo của mình nó có cái vị đậm đà thôi. Khi mình ăn á thì mình sẽ nấu cái nước đường mình bỏ vào ha. Thì mình để cái bột xương sáo này nó thấm và nó nở ra 15 phút. Mình sẽ bắt lên bếp mình nấu ha các bạn. Các bạn nhớ là để cho nó nở ra nha. Và nếu muốn cái xương sáo mình đậm đà hơn thì mình có thể cho một ống dầu chuối vào cho nó thơm. Ở đây thì mình không cho dầu chuối, mình cho ống vani. Bây giờ thì mình cho cái son xương sáo lên bếp ha các bạn. Khuấy nó đều. Ban đầu á thì mình thấy nó hơi lợn cợn vậy đó các bạn. Nhưng mà mình khuấy từ từ nó sẽ tan ra. Giờ nó như một cái rong biển vậy đó. Mình khuấy đều tay ha. Thì mình nấu đến cảm giác mà mình khuấy khi mà nặng nặng cái tay á, mà cái xương sáo của mình nó hơi trong trong lại á các bạn.
thì là được rồi đó. Mình tắt bếp, mình nhấc xuống, mình đổ ra một cái khuôn ha. Bây giờ sau thời gian 10 phút rồi đó các bạn, cá xương sáo của mình nó đã sôi lên rồi đó. Và mình cảm giác là nó hơi đặc đặc rồi đó các bạn. Thì mình khuấy cái tay cho nó thiệt là đều ha. Bắt cái lửa nhỏ thôi các bạn, nhỏ nhất, để cho cái bột xương sáo của mình nó nở ra. Thì khoảng 2 phút nữa thôi thì mình có thể tắt bếp đó các bạn. Xương sáo thì mình nấu nó dễ lắm, nó dễ nấu hơn cái bột rau câu nữa. Và khi mình đổ ra khuôn xong á thì mình đừng có bỏ vào tủ lạnh ngăn mát liền ha các bạn, mà mình phải để nguội á. Nếu mà các bạn mình đổ ra khuôn mà nó còn nóng á, mà mình vội quá mình bỏ vô cái tủ lạnh ngăn mát á, thì cái xương sáo của mình nó sẽ bị hư á các bạn. Nó chua á, nó sẽ mình bảo quản nó không có được lâu. Bây giờ thì mình tắt bếp nha, xương sáo của mình nó đã đặc lại rồi. Tiếp theo là mình nấu cái nước đường ha. Mình bắt bếp lên, mình cho cái nước dừa vào các bạn, nước dừa tươi vào. Nếu các bạn không có nước dừa thì mình cho cái nước trắng vào cũng được, nhưng mà cái nước dừa thì nó sẽ ngon hơn. Mình cho tầm nửa chén nước dừa thôi các bạn. Mình nấu cho cái nước dừa với cái đường á, nó tan ra để mình làm cái nước đường tí mình ăn ha. Bây giờ thì mình luộc cái phở tay nha. Phở tay này sôi lên thì mình vớt ra ngoài. Đây là cái thạch xương sáo mà sau khi mình nấu xong rồi đó các bạn, nó đã chín rồi nè, nó cứng cứng rồi đó. Bây giờ thì mình cắt nó ra nha, để mình ăn với cái chè. Nồi chè của mình chuẩn bị đó các bạn. Bây giờ mình cho một ít nước đường vào nha. Đó, mình trộn lên nè. Hũ trơm á các bạn, và phở tay nè, hạt é, nhìn nó đẹp quá luôn á. Mình bỏ cái nước đường vào luôn ha, để mình ăn cùng luôn. Thì mình thấy cái món ăn này đó, có một số người người ta sử dụng cái nước cốt nữa các bạn. Nhưng mà mình thì mình không thích ăn nước cốt nên mình không có làm cái nước cốt. Mình sử dụng cái nước đường thôi, nếu mà mình có cái đường phèn thì mình nấu ra càng tốt các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho nó ra một cái ly hay là một cái tô gì đó ha. Đó, cái phần xương sáo á các bạn thì mình đã cắt ra rồi nè. Đó,
tay nó hơi dài á các bạn. Mình bỏ vào một cái tô ha. Nhìn nó bắt đầu rất là đẹp rồi đó. Thời tiết nóng nực thì mình ăn cái món ăn này á, mình làm á. Bây giờ thì mình cho cái xương sáo vào. Mình ăn bao nhiêu thì mình cho bấy nhiêu ha. Đó. Nó không có làm đen cái nước của mình đâu các bạn. Tiếp nữa thì các bạn cho đá vào ha. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hồng Màu Vlog. Thì cái món chè các bạn ơi, chè thạch xương sáo á, nấu với hạt é nè, rồi mũ trơm cũng như là cái phở tay á, bây giờ nó đã xong rồi đó các bạn. Mình bỏ nước đường vào luôn ha, rồi mình ăn các bạn ơi, trông nó thật là hấp dẫn. Những cái hạt é này nó nở ra nhìn nó đẹp lắm luôn á. Cái xương sáo thì cái màu nó đen đen. Để mình thử nó xem sao ha các bạn. Rất là thơm. Có nước đá vào á, lạnh lắm các bạn. Những cái hạt é mà vào trong miệng của mình á, nó lăn tăn luôn á các bạn. Mình thử một miếng xương sáo. Cái xương sáo có cái vị ngọt vừa phải á. Khi nãy mình nấu cái thạch thì mình có bỏ một ít đường á các bạn. Bây giờ nó ngọt ngọt rất là ngon, hòa quyện với lại một ít viên đá nữa thì nó lạnh, nó mát lạnh luôn, cảm giác thật là dễ chịu. Bên cạnh cái mũ trơm nữa các bạn, khi mình múc vào thì mình sẽ bắt gặp những cái mũ trơm. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Nó có cái vị ngọt thanh. Nếu mà các bạn nấu với cái thạch xương sáo mà bằng cái nước dừa tươi á thì nó còn đậm đà hơn nữa đó các bạn. Ngon lắm luôn á. Các bạn ơi hãy một lần làm thử cái món chè thạch xương sáo này nha. Thật là dễ chịu. Xương sáo thì nó rất là thơm luôn á. Hồi nãy mình nấu mình có để một ống vani vào á các bạn. Các bạn hãy làm cái món này cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức ha. Thứ nhất là nó mình khi mình làm á thì mình đảm bảo được cái mức vệ sinh an toàn thực phẩm. Và cái đường của mình á thì là cái đường cát tự nhiên. Nếu nhà mình có đường phèn thì mình nấu bằng cái đường phèn. Thì các nguyên liệu đây mình đã ngâm và rửa rất là sạch. Mình ăn thì rất là an toàn. Nhìn nó đẹp mắt và nó rất là ngon. Thì xin mời các bạn cùng thưởng thức ha. Hãy một lần làm thử cái món này nha các bạn. Dễ làm, nguyên liệu thì nó cũng rất là dễ tìm nữa, không mất nhiều thời gian. Cuối cùng thì các bạn ơi hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những cái video lần sau nhanh nhất, cũng như like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết nha các bạn. Chúc các bạn làm cái món chè thạch xương sáo thật là ngon miệng. Tạm biệt và hẹn gặp lại.